Xin chào các bạn, sau đây là cách kết nối Bluetooth giữa Roland HB501R và iPad ở với một phần mềm Piano Banner 2. Với điều kiện bắt buộc là chúng ta phải có kết nối Wi-Fi hoặc 3G. Sau đó chúng ta sẽ bật Bluetooth. Lúc này chúng ta sẽ bấm function. Ta chọn đến F15. Chúng ta nhận dấu cộng để chọn F15. Sau đó chúng ta sẽ nhấn nút Start Top để Enter vào. Ở đây chế độ On và Off để chúng ta bật Bluetooth. Và nhấn Start Top để chúng ta thoát ra. Kế tiếp chúng ta sẽ nhấn F16. Và nhấn Start Top Enter để đi vào. Lúc này chúng ta sẽ chọn chế độ M. Sau đó nhấn Start Up để thoát ra. Cái đây là viết tắt của từ M là MIDI để phát sóng Bluetooth MIDI. Sau đó chúng ta sẽ quay lại iPad để chúng ta mở Bluetooth. Và chúng ta sẽ không có kết nối ở đây, chúng ta sẽ vô phần mềm Piano Banner 2. Ta đi vào cái đặt ở cái bánh xe góc phải trên cùng. Ta sẽ nhấn Bluetooth MIDI device. Lúc này chúng ta sẽ nhấn vô kết nối và chọn ghép đôi. Vâng, như vậy là chúng ta đã kết nối thành công. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi. Xin hẹn các bạn ở phần tiếp theo. Xin chào các bạn.